Như vậy trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Philippines là đội ra bóng trước trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay sẽ có hai trận đấu ở khu vực bảng A. Vào lúc 19 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U22 Campuchia và U22 Timor Leste. Salazar, đó là Salazar. Lên bóng về cho cầu thủ Philippines. Mặt sân Olympic Phnom Penh rất đẹp. Tốc độ được đẩy cao ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu này. Chắc chắn đây là trận đấu mà U22 Indonesia sẽ hướng tới 3 điểm trọn vẹn. Cụ thể là trong 3 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ SEA Games thì U22 Indonesia đã thắng cả 3 trước U22 Philippines. Ở kỳ SEA Games năm 2015 thì Indo thắng Philippines với tỷ số 2-0, đó là kỳ SEA Games 28. Ở SEA Games 29 thì Indonesia tiếp tục thắng Philippines với tỷ số 3-0. Và ở kỳ SEA Games gần nhất, kỳ SEA Games 31 thì Indonesia tiếp tục thắng Philippines với tỷ số là 4-0. Như vậy là sau 3 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ SEA Games thì Indo đã thắng cả 3 trận, ghi tổng cộng 9 bàn và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào khi đối đầu với Philippines. Điều đó cho thấy ngày hôm nay chắc chắn là Indonesia được đánh giá cao hơn, thậm chí cao hơn tương đối nhiều so với đối thủ của mình. Ramani, trung vệ số 5 Ramani chính là đội trưởng của U22 Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Đó thì trong đội hình cũng có rất nhiều những tên đáng chú ý như là Marcelinho Ferdinand và Huitan Suleiman. Chắc chắn cái tên Huitan Suleiman là cũng để lại ấn tượng nhiều nhất với những fan hâm mộ của Việt Nam. Đây là cầu thủ có tốc độ và sức mạnh rất tốt. Cơ hội cho cầu thủ Indonesia. Dứt điểm. Và bay người khá hay của thủ thành Julian Gochon. Vừa rồi là tiếng dứt điểm đầu tiên của trận đấu này thuộc về cầu thủ Indonesia. Và dứt điểm của tuyến 2 của Huitan Suleiman. Thời tiết sẽ là một cản trở rất lớn với tốc độ chơi của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Philippines chính là đội bóng đã sang Campuchia sớm nhất trong số 10 đội bóng tham dự SEA Games này, trừ đội chủ nhà Campuchia thôi. Một sự chuẩn bị rất kỹ càng của thầy trò huấn luyện viên Robert Jenkier. Tiếp tục là phạt góc cho Indonesia. Marcelino Ferdinand là một cầu thủ rất nổi bật trong mùa áo của U22 Indonesia. Anh đang chơi cho câu lạc bộ UNC tại giải hạng 2B. Tiếp tục là cầu thủ Indonesia. Những lượt bóng của Santosa. Dứt điểm, không vào. Tiếp tiếp là những tình huống ép sân của cầu thủ Indo. Thành của Philippines đang đặt vào tình thế báo động. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống dứt điểm với tiến hai của Huitan Suleiman. Đang đẩy đội hình lên rất cao, không cho cầu thủ Philippines có thể triển khai bóng. Và pha bóng của thủ thành Mochon.
Đây là huấn luyện viên Robert James Gear, huấn luyện viên người Anh. Trước đây thì ông Gear cũng đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia Philippines. Anh từng là đội trưởng đội tuyển Philippines ở những kỳ AFF Cup năm 2010, 12 và 14. Ông mới chỉ dẫn dắt đội tuyển U22 Philippines ở trong đầu tháng 4 gần đây thôi. Tuy nhiên là ông Rob kia không có nhiều thời gian để có thể có sự chuẩn bị, sự làm quen trong đội hình của U22 Philippines. Và ông đã nhờ rất nhiều sự tư vấn của những người tiền nhiệm. Trước khi nhận lời dẫn dắt U22 Philippines, thì ông Rob kia đã là giám đốc của học viện bóng những câu lạc bộ Reading. Reyes, quả tạt bóng của Reyes không được. Và tranh chấp rất quyết liệt. Phản công cho các thủ Indo sẽ có thẻ vàng. Chấp nhận nhận thẻ. Người phạm lỗi đó là Jasser Redon. Đương nhiên rồi, chắc chắn phải có thẻ vàng. Philippines đã có tình huống bay xoạc khá nguy hiểm. Indonesia không giấu giếm ý đồ sẽ để trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu mở màn tại kỳ bóng đá năm nay trước các tuyển U22 Philippines. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao ngay ở phút đầu tiên này và Indonesia đang chơi với một đội hình đẩy lên rất cao. Rio. Rio Fami. Tiếng cài người tốt của số 2 Santiago Cominat. Khi thể lực của các cầu thủ Philippines vẫn đang còn trong trạng thái tốt thì cũng không dễ để cho U22 Indonesia có thể có được những cơ hội. Chuyền dài của Rendon rất thoáng bên phía cánh trái. Salazar là cầu thủ có cái chân trái rất khéo trong đội hình của U22 Philippines. Quá cao so với đà băng vào của Atelano. Hãy
một trở ngại rất lớn với đội chơi tốc độ của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Và Kiều Trần quá nguy hiểm và chạm liên tiếp của trận đấu là phạm lỗi của Rafael Tevez. Kỳ đấu trước đây cũng như là những giải đấu tại khu vực Đông Á thì trong đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines cũng như là U22 Philippines có rất nhiều những cầu thủ nhập tịch cũng như là cầu thủ phi kiều. Nhưng thực tế thì đây cũng là những cầu thủ chưa đem lại được những thành công cho bóng đá Philippines trong rất nhiều năm. Tại giải đấu hôm nay thì U22 cũng như có sự mặt của hậu vệ Santiago Rubico, thì có bố mẹ là người Philippines, anh được sinh ra và lớn lên tại Colombia, cũng này đang chơi ở thế từ đội bóng Atlético Medellín, có thể là U19 của Atlético. Nhưng ngày hôm nay thì Santiago Rubico không có mặt trong đội chính. Vẫn còn Schroeder, qua người không thành công của Jody Schroeder. Có lẽ là sau khá nhiều những giải đấu các cấp đội tuyển của Indonesia dưới thời dẫn dắt của huấn luyện viên Tinh Long không có được sự thành công của huấn luyện viên nước này thì niềm tin của người dân xứ vạn đảo cũng đã mất dần. Và tại sự kiện hôm nay thì liên đoàn bóng đá nước này quyết định đặt niềm tin vào một huấn luyện viên đội không kỳ vọng. Rất điệu nghệ và chuyền bóng theo phong cách Rabona, nó cho thấy sự tự tin trong lối chơi của các cầu thủ U22 Philippines. Tiếp tục về câu chuyện những cầu thủ nhập tịch cũng như là phim kiều, trước đây cũng có những cầu thủ rất nổi tiếng trong đội hình của những quốc gia Philippines như là Neil Etheridge, Stefan Trump, Pete Hoffman, Rafael Overman và anh em nhà Young Husband. Nhưng ngay cả những thời kỳ được coi là có được lực lượng hùng hậu nhất thì Philippines chưa gặt hái được thành công tại đấu trường Đông Nam Á. Lên bóng cho Indonesia. Không được. Liên tiếp là những tình mất bóng của cả hai đội. Suleiman Schroeder lợi thế dành cho Indonesia. Nugraha không được. Vẫn còn cân bằng. Tình huống xâm nhập lách trung lộ của Marcelino Ferdinand. Có lẽ trong những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài theo đội hình của U22 Indonesia thì Ferdinand là cầu thủ nổi bật nhất. Anh đã chơi cho câu lạc bộ Dianche tại giải Ngai Vị, cũng được góp mặt đến trận đấu và có một bàn thắng. Và Marcelino Ferdinand cũng là tuyển thủ quốc gia Indonesia, anh đã có 29 trận đấu cho đội tuyển quốc gia và có 3 bàn thắng. Thấy là số 7 của Indonesia là một cầu thủ chắc chắn không thể thiếu được trong đội hình của huấn luyện viên Indra Syafi tại SEA Games lần này. Đây là kỳ SEA Games chỉ dành cho những cầu thủ có độ tuổi sinh năm 2001 đổ về thôi. Là ở dưới đội tuyển 22 và không có sự bổ sung của những cầu thủ quá tuổi. Trong những buổi họp báo gần đây thì ông Siafi đã nói rằng ông không cần quan tâm tới đối thủ của Indonesia ở vòng bán kết là ai cả, vì muốn vô địch giải đấu này thì ông sẽ phải vượt qua tất cả đối thủ. Và ông cũng đã có những lời nhận xét của ông với vị trí của đội tuyển Việt Nam. Ông nói rằng ở khu vực bảng B thì đội tuyển Việt Nam cũng là một đội bóng mạnh vì đây là đương kim vô địch, nhưng đội tuyển chúng ta cũng phải cẩn thận vì chưa chắc Việt Nam có thể lọt vào trận bán kết.
năm gần đây có thể thấy là Indonesia đã thua Việt Nam khá nhiều ở mọi cấp độ đội tuyển. Như vậy có thể hiểu được lý do tại sao mà ông Siafi có những phát biểu như vậy. Tại kỳ SEA Games năm nay thì Việt Nam ở khu vực bảng D đối mặt với các đội tuyển như là U22 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Đương nhiên đây là bảng đấu mà Việt Nam và Thái Lan sẽ được đánh giá mạnh nhất. Đó thì chúng ta có thể thấy là bóng đá của Malaysia và Singapore trong những năm gần đây đã không có sự tiến bộ nào cả. Điều nói là đã có những bước tụt lùi, đặc biệt là với Singapore và với đội tuyển Lào. Cho dù những năm gần đây họ đã có những sự tiến bộ nhất định, nhưng để so sánh với những cái tên nêu ra như là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, Malaysia và Singapore thì chắc chắn là đội tuyển Lào vẫn còn xuống một bậc. Một tiếng đá phạt trực tiếp dành cho các thủ môn U22 Philippines. Satariyari. Tại vòng bảng năm nay ở khu vực bảng A thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận, nhưng có 3 trận ở khung giờ rất dễ chịu, đó là khung giờ 19 giờ. Chỉ có duy nhất trận đấu mà U22 Việt Nam đối đầu với U22 Singapore ở vòng 2 là trận đấu diễn ra ở khung giờ 16 giờ thôi. Suleiman. Lúc này thì cự ly đội hình của U22 Philippines đang được giữ rất tốt. Họ đã bọc lót cho nhau rất hay trong những phút vừa qua. Không có nhiều khoảng trống cho hàng tiền vệ của Indonesia. Rõ ràng là với không thể dự mà đánh đối đầu mùa trước thì lực lượng đội hình đã được thay đổi rất nhiều rồi, không thể lên bóng cho Philippines. Ramadani, Aliyev, Zaha, Ramadani. Giải không tốt của Ramahani. Trong đang là Rafael Tevez.
Zidane quá chậm. Đã có lỗi của số 1 bên phía Indonesia, đó là Kelly Schroyer. Rafi Sura. Đã trải qua 32 năm thì Indonesia chưa thể có được chức vô địch SEA Games. Sau đó thì họ cũng có 3 lần lọt vào các trận chung kết của kỳ đội bóng đá nam của Đông Nam Á. Và trận đấu chung kết gần nhất của Indonesia đó là trận thua Việt Nam với tỷ số 0-3 ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Đó là một trận đấu mà Đoàn Văn Hậu đã lập được group và người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho cầu thủ Việt Nam đó là Đỗ Hùng Dũng. Và đó đây là kỳ SEA Games dành cho những cầu thủ dưới độ tuổi 22 và không có những sự bổ sung của những cầu thủ quá tuổi. Minas đối đầu với một những cầu thủ chất lượng nhất bên phía U22 Indonesia, đó là Marcelino Ferdinand. Ferdinand không được, vẫn còn tuyến hai rất trống trải, không thể dứt điểm. Mở biên rồi không vào, cắt ngang khung thành của U22 Philippines. Tướng lật bóng ở tầm thấp của chờ hậu vệ trái Alip Rifai. Cùng xem lại pha bóng này. Tình huống mà Santana đã dứt điểm không trúng bóng. Sau đó thì bóng đã lăn ngang qua một dừng chân. Chắc chắn ở đây nhà phòng ngự của Philippines sẽ chú ý rất nhiều tới số 7 Marcelino Ferdinand. Bóng đã đi hết bên dọc. Tốc độ của Arellano là không đủ. Trên hình áo của cầu thủ U22 Philippines là tên được coi là viết tắt của họ. Ferdinand rất tỉnh táo của số 1 Kamisura của U22 Philippines. Đã 25 phút rồi, nguy cơ nguy hiểm nhất của U22 Indonesia và lúc này chính là tình huống dứt điểm bên tuyến hai của Vitan Suleiman. Đó là một pha bóng mà thủ thành đội trưởng của U22 Philippines Julian Bojon đã bay người rất xuất sắc. Thank you.
còn tốt thì không dễ cho Indonesia có thể khai thác được bóng của họ. Mặc dù những phút vừa qua thì bên phía Philippines họ cũng chưa thể lên bóng. Phòng ngự phản công sẽ là lối chơi mà huấn luyện viên James Gear xây dựng cho các đội Philippines trong trận đấu này. Hôm nay thì U23 Philippines phải thi đấu với một ứng cử viên ở trận chung kết của kỳ bóng đá nam năm nay. Nhà công của Indonesia lúc này có cầu thủ có tốc độ rất tốt, đó là số 8 Vita Suriman và số 7 Marcelino Ferdinand. Rồi huấn luyện viên Tira Siavi của U23 Indonesia trước đây thì ông cũng đã từng dẫn dắt U23 Indonesia tại SEA Games 31. Rất mạnh. Đường đánh biên hiếm thấy của dứt điểm. Bóng đi căng và trúng đích đúng vị trí của Julian Bochon. Và dứt điểm hay của tiền vệ trung tâm Rehan Aliyev. Sút mùa này rất chuẩn mực. Bóng đi căng và trúng đích. Đó là một tình huống mà thủ thành bên phía Philippines lại rất tập trung. Không được. Indonesia đang dùng rất nhiều những phương án để tiếp cận với thủ thành của Julian Bochon. Sút xa, đặt cánh, đột phá nhưng đều chưa thể thành công. Mở màn luôn là những trận đấu khó khăn với các đội. Điều kiện thời tiết, điều kiện sân bãi thì họ không có nhiều thời gian làm quen. Tất cả các trận đấu tại Liên đoàn Nam tại SEA Games này đều diễn ra trên sân vận Olympic Nusa của Campuchia. Đấy là mặt sân rất đẹp. Trường hợp của hậu vệ trái đang trong biên chế của câu lạc bộ Tokyo Verdy đang chơi tại J-League 2, Pratama Ahan. Anh cũng không có tên trong danh sách đăng ký của U23 Indonesia trong trận đấu này.
và đó có lẽ cũng là một trường hợp mà đội bóng chủ quản đã không nhả về cho đội khách sạn. Amarani, Aliyev, Indonesia cũng kiểm soát bóng nhiều hơn. Lúc này thì hai mẹ Phi Phi đang chơi với tình hình rất thấp. Fabi, Ferdinand, Đại Con, Đại Việt Vị. Tôi đang cho rằng trong pha bóng vừa rồi thì bóng đã chạm tay một cầu vệ đến từ U23 trong vòng cấm. Hãy đòi hỏi một quả đá phạt đền cho các cầu thủ Indonesia. Trọng tài thì nói không. Fami không được, bắt đầu cho một tình huống rất khó của tiền đạo Santana. Rồi là tình huống đánh đầu của Santana. Nếu như họ có thể vượt qua được đội chủ nhà Campuchia. Ramahani, Ferdinand, Ferdinand đã di chuyển rất chậm, lúc thì bám biên, lúc thì bó vào khu vực trung lộ. Đầu biên của Fami, lỗi của Sergio. Royer bên phía Indonesia và Rapisura bên phía Philippines. Rõ ràng của số 9 bên phía U22 Indonesia. Ulimat. Redon.
góc nhìn đội hình và xử lý của Jasper Redden. Rubinas rất đẹp và sẽ phù hợp với những bóng đối chơi kiểm soát bóng tốt. Rubinas lên bóng cho Philippines. Salaza không được. Tevez bên phía Philippines đã không chủ động. Vậy nhịp nhàng. Cominas rất hay. Reyes. Salaza. Rapisura tạt bóng. Một cuộc thi đấu khởi sắc của các cầu thủ U22 Philippines. Tevez bên phía Uhara Philippines có thể hình rất ấn tượng, anh cao 1m88 và sẽ rất nguy hiểm trong những tình huống mà đội bóng này được hưởng quả phạt góc hay là những quả phạt cứng từ hai biên. Anh ta là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Uhara Philippines. Rafael Tevez là cầu thủ sinh năm 2003. Cơ hội cho các thủ Indonesia. Đến đây không vào. Tướng lăn xả của Jasper Redden khiến cho tiếng dứt điểm của Schreier thì không trúng đích. Tình huống xuống bóng thảnh thơi hiếm hoi của các thủ U22 Indonesia. Và nhả ngược tương đối tốt của Fabi. Không có phạt góc cho Indonesia khi bóng không chạm người số 4 bên phía Philippines, đó là Jasper Redden. Bên phía cánh trái anh chịu phối hợp thì sẽ có một pha bóng có thể nói là chất lượng hơn cho U22 Indonesia. Vừa rồi thì Dennis Schreier đã chơi quá cá nhân. Đây là pha bóng đó, nếu như Schreier đi bóng ở phía trong và chịu phối hợp với đồng đội của mình thì sẽ tạo ra một pha bóng 2-2 trong vòng cấm của U22 Philippines. Schreier đã bị kẹp bởi hai hậu vệ bên phía Philippines thì anh đưa ra một quyết định chuyền ngược về cho đội băng lên, nhưng đó là một pha chuyền bóng không thuận lợi.
41 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Indonesia cũng đã có những cơ hội dứt điểm chúng đích, nhưng đó không phải là những cơ hội thực sự rõ ràng. Và công bằng của nó lúc này thì các cầu thủ trẻ của Philippines đang chơi tốt thì phải đối đầu với một đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Chung Salazar là cầu thủ gây được nhiều ấn tượng trong đội hình của cầu thủ trẻ Philippines SEA Games trước, tốc độ và cái chân trái rất khéo léo. Rõ ràng là trong những trận đấu gặp những đội bóng mạnh thì Chung Salazar vẫn chưa để lại được ấn tượng. Ferdinand, Ibraha, đá thoáng, Schreier, còn Marcelino Ferdinand, Leo Fami. Vai. Đó là Fami. 30, tạt bóng, rất đẹp, đánh đầu. Vẫn còn tuyến này. Dứt điểm, không được. Vẫn là những tình huống rất lăn xả của hàng phòng ngự bên phía Philippines. Indonesia đang rất quyết tâm có được bàn thắng ngay trong hiệp 1. Nhưng họ đang vấp phải sự chống trả quyết liệt nơi phòng ngự của U22 Philippines. Không hiểu ý nhau. Beckham Putra đã đưa ra một đường truyền vào nách trung lộ cho Rio Fami, nhưng số 3 bên phía U22 Indonesia đã không hiểu ý đường truyền của người đồng đội của mình. Vẫn là một sự tập trung tuyệt đối nơi hàng phòng ngự của Philippines. Thủ vệ Noah River đã có tình huống phá thành công. Các trung vệ của Philippines đang có khả năng chọn vị trí tốt cho tới lúc này. Không dễ dàng cho hàng công của Indonesia. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ sang hiệp thứ hai khi mà thể lực sức bền của Indonesia được phát huy. Đánh đầu không được. Dứt điểm vẫn không vào. Rất lung túng và xử lý không tốt của Rayan Aliyev. Lại là một cú lung túng nữa của các cầu thủ Indonesia. Trọng tài viên không xuất cờ và Chung Salazar không việt vị trên lại pha bóng này. Đúng là số 7 bên phía U22 Philippines không việt vị pha bóng vừa rồi. Rất may là thủ thành Satariadi bên phía Indonesia đã băng ra kịp thời. Bất khóa bên phía cánh phải. Fami, Rio Fami. Goal! Lần này thì bàn thắng đã được mở cho U22 Indonesia ở những giây phút đầu tiên của hiệp 1 với ghi bàn không ai khác chính là Marcelino Ferdinand. Cầu thủ được đánh giá bật nhất trong đội hình của U22 Indonesia tại giải đấu năm nay. Sau rất nhiều những đường dứt điểm thì các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo đã có được bàn thắng ở tỷ số. Và đặt bóng cực kỳ gọn gàng của Marcelino Ferdinand. Người kiến tạo đó là cầu thủ phải Rio Fami.
Hoàn hảo. Lần này thì thủ thành Julian Bochon bên phía Philippines đã không thể xuất sắc được nữa. Quá hay. Không đơn giản khi Marcelinho Ferdinand được chơi tại giải Ngai Bỉ, và anh cũng đã được thi đấu 4 trận, góp 1 bàn trong bộ áo của Inter. Ok, nằm bên đây. Vậy cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của kỳ SEA Games năm nay đó chính là Marcelinho Ferdinand, số 7 của U22 Indonesia. Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. Và cầu thủ nổi bật nhất bên phía U22 Indonesia trong hiệp 1 cũng là số 7 Marcelinho Ferdinand. Ferdinand cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất đang có mặt trên sân lúc này. Vika Suleiman. Hiệp 2 sẽ là một thi đấu mà Indonesia sẽ dễ chơi hơn so với hiệp 1, khi mà nền tảng thể lực của Philippines vẫn đang rất tốt và họ lúc đó thì chưa bị thủng lưới. Lúc này thì chắc chắn là Philippines sẽ không để chơi với một đội hình thấp và co cụm được nữa. Nền tảng thể lực không ổn và khi dâng lên cao để tìm kiếm bàn gỡ sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống để cho các thủ môn Indonesia có thể khai thác. Vita Suleiman. Tuyến hai Marcelinho. Rồi, không vào. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp thứ hai này thì đã có khoảng trống ở phòng ngự của U22 Philippines. Và xử lý rất hay của Marcelinho Ferdinand, cầu thủ sinh năm 2004. Lúc này thì Ferdinand mới chỉ 19 tuổi và anh đang là cầu thủ trẻ nhất ở trên sân vào lúc này. Hơn thì Ferdinand là cầu thủ trẻ tuổi nhất trên sân trong đội hình của Indonesia. Bên phía Philippines có hai cầu thủ sinh năm 2004 có mặt trong đội chính thức, đó là Alonso Menes và Gerdon Amiru. Rõ ràng là trong hiệp đầu tiên này, trong hiệp đầu tiên của trận đấu này, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong đội hình của U23 Philippines chính là thành và là số 1 Julian Bochon. Nếu như không có sự ổn định và xuất sắc của Julian Bochon thì có lẽ lưới của U23 Philippines không chỉ rung lên một lần. Nhưng ở pha dứt điểm của Marcelinho Ferdinand, thủ môn như là trong ban huấn luyện của Philippines không thể nào cản phá được tình huống đặt lòng quá gọn gàng của số 7 bên phía U22 Indonesia.
Aliet. Rút xa. Quá xa của trung vệ Satosa. Không phải là một pha dứt điểm nguy hiểm. Sananta. Xem lại pha bóng này. Nếu mà Marcelo đã chụp bóng vào lòng trong không tốt. Một xả rất nhiều. Điểm rất tươi của Indra Siafi. Thì nói là đội hình
thể đảm bảo những bóng này dễ dàng lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam kỳ đại hội năm nay. Chắc chắn là cầu thủ có thể vượt qua vòng loại của hai đội Indonesia sẽ phải đối đầu, rất có thể sẽ là một đội bóng, một là U22 Việt Nam và hai sẽ là U22 Thái Lan. Những đội bóng được đánh giá rất cao ở khu vực bảng B. Tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4. Đó là trận đấu là sân tập đội tuyển Lào. Đây sẽ là một trận đấu ra quân thuận lợi của U22 Việt Nam. Lê Mẫn, Beckham, Krishnada, đó là Krishnada. Quen thuộc của cầu thủ U22 Indonesia, Ramadi, Beckham Putra, Mami, Misnada, không được. Hiệp một thì chính Rio Fami là người đã kiến tạo rất đẹp để cho Marcelo Ferreira có bàn thắng mở tỷ số. Kiến tạo có ý đồ rất rõ ràng của hậu vệ phải bên phía U22 Indonesia. Và Marcelo Ferreira cũng đáp trả cách rất ngọt ngào từ tiếng tạo đẹp của đồng đội mình, đặt lòng không chê vào đâu được. Tìm ra những khoảng trống cho cầu thủ Indonesia. Đi phải. Ferdinand. Suleiman. Có bàn thắng ở lối chơi của Indonesia có vẻ đã nhịp nhàng hơn. Cả phá của Redon. Cần Suleiman, Vita Suleiman, rất đẹp. Còn bóng ngang không được. Rất đông những bóng xanh trong vòng cấm địa của U22 Philippines. Không phải là họ không muốn lên, mà có lẽ là U22 Philippines không thể lên bóng được cho dù họ đang bị dẫn bàn. Khi mà đội hình của Indonesia vẫn đã tổ chức triển khai lối chơi đẩy lên rất cao. Của số 4 Fatu Rahman. Ôi, không được. Bất cần qua phòng vệ của Vipin. Sananta đã không thể chiến thắng được hai trung vệ cũng như là thủ thành Bochon bên phía U22 Philippines. Đây là tình huống can thiệp kịp thời của Tominas. Thank you.
con. Phạt đền. Phạt có phạt đền cho U23 Indonesia thứ 70 Đỗ Liễu. Đúng xử lý chính xác của trọng tài. Pha bật từ 1-2 trung lộ rất hay. Và lỗi đó là số 2 Santiago Cominas. Cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Xem lại pha bóng này. Đúng là đã có một tiếng đẩy sau. Trong pha bóng vừa chúng ta có thể nhìn thấy sự khôn ngoan đến từ Vita Suleiman. Một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và đấu trưởng SEA Games. Sang người trước khiến cho Santiago Cominas đã không thể có lợi thế trong tuyến tranh chấp. Chúng ta được gửi bên phía ba cầu thủ U23 Philippines. Ocampo số 23 vào sân. Chúng ta mời Chan Phiat nữa. Và hai tên được người huấn luyện viên Jeki vào sân. Phạt đền này cho các cầu thủ U23 Indonesia chính là đội trưởng Ramahani. Vido Ramahani bắt đầu vẫn có chọn. Không vào! Vì kết quả đầu tiên là một số là phải dùng đèo bắt chọn của Philippines. Xứng đáng nhất là những lời khen ngợi. Hoàn thành xuất sắc của thủ thành của thủ đó. Một trẻ của hai bạn kia. Tuyệt vời, xứng đáng với tấm bằng đội trưởng. Hai người đội trưởng đối đầu trên chấm đá phạt 11m và đội trưởng của U23 Philippines đã chiến thắng. Chưa có bàn thắng thứ hai cho U23 Indonesia. Đánh đầu không được. Thì Ramahani đã có thể tấn công trường tội. Một không là một tỷ số rất mong manh cho bóng đá. Cho dù là Indonesia được đánh giá mạnh hơn, Piet vào sân để thay cho Aliru Ocampo là cầu thủ được vào sân. Đã đem lại hy vọng có điểm cho U23 Philippines trận đấu này. Cách biệt là 1 bàn thôi. Và nếu như cách biệt là 2 bàn thì đấu với một thời tiết như thế này, với một đối thủ như thế này thì quá khó để cho U23 Philippines có thể nghĩ tới một điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì mọi thứ vẫn đang nằm trước mắt các cầu thủ trẻ của Philippines. Mất bóng rất nguy hiểm. Zanata. Zanata quá chậm, rất nhanh tạt bóng thiếu chính xác. Chất lượng của đường tạt bóng vừa rồi của Fatun Rahman là không tốt, lại là một đường chuyền Rabona nữa. Lại nhà Indonesia có nền tảng quá ấn tượng. Chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi với các cầu thủ trẻ từ phía Philippines. Rukman. Indonesia được đuổi quả đá phạt 1m rất
nhiều người nghĩ rằng mình cái điểm sẽ là Ferdinand Marcelino. Rất hay, Griezmann, rất là Griezmann. Không được. Không có quả phản hình nào cả. Hôm nay qua người tốt chưa xông xáo sau khi vào sân thay người ở hiệp hiệp thứ hai này. Nhưng điểm yếu của anh là những đường truyền cuối cùng. Quả bóng không thể thổi phạt. Người đăng đàn đó là Okato vừa vào sân trong hiệp hiệp thứ hai từ phía U22 Philippines. Indonesia đã lên ngôi vô địch. Và sau đó thì đội bóng số Ả chưa một lần giành được danh hiệu vô địch tại các kỳ bóng đá SEA Games. Yeah.
Capo. Bên phía U23 Indonesia, U22 Indonesia của thủ vào sân đó là Chofani, anh vào sân để thay cho số 10 Beckham Putra. Capo và ném biên cho Philippines. Ngay cả những tình huống cụ thể như là phạt góc, chỉ tạo ấn tượng 1m88, số 9 lên phía Philippines đó là Sanata, không để lại dấu ấn tượng. Và số 9 lên phía các cầu thủ Philippines đó là Rafael Tevez, chưa để lại được dấu ấn gì, mặc dù chiều cao của anh là rất ấn tượng. Và số 9 bên phía Indonesia Sanata thi đấu không tốt trận đấu ngày hôm nay. Sananta rời sân. Sau Harry Ivan Johari bảng A của môn bóng đá kỳ đại hội SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Indonesia, với bàn thắng duy nhất được ghi công của Marcelino Ferdinand trong hiệp 1. Indonesia đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi đội trưởng bóng đá số 5 Ravani đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt 1m. Anh Julian Ochoa của U23 chơi rất ấn tượng, rất nỗ lực để bóng ngay ở trong hiệp 1 thôi, cũng như không có sự chắc chắn của đội trưởng Rafael Tevez. Ta Suleiman bằng đá kịp thời của Julian Motion. Ta Suleiman, Johari, Ivan Johari.
Thank you.
giỏi là một chuyện, và phù hợp hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thank you.
Đấy, cái này là một sự chuẩn bị đã được sẵn sự chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 19 giờ với đội chủ nhà là Timor Leste. Đi phải. Ferdinand, Johari, ada pelan.
Malaysia không chấp nhận tỷ số 1-0. Họ nỗ lực tới cùng. Và thử xứng đáng. Chơi lại pha bóng này. Trong pha đi và sau pha đi. Tuy nhiên là Julian Bochon không thể xuất sắc mãi được. Đi hàng phòng thủ thi đấu lòng lẻo tới như thế này. Fajori đẩy tỷ số lên 2-0. Cũng là bàn thắng ở giây bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai này. Cả hai bàn thắng của cầu thủ U22 Indonesia đều đến từ những cuối cùng các hiệp đấu. Rashman, cơ hội Sullivan tìm bàn thắng thứ ba. Cơ hội Rashman, quá đẹp của Rashman, bàn đẹp nhất trận đấu này. 3-0. Trong vòng khoảng 1 phút thôi, Indonesia đã có 2 bàn thắng để tạo ra một cách biệt lớn trước U22 Philippines. Tinh thần của các cầu thủ trẻ Philippines đã xuống rất thấp sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Johari. Dứt điểm quá hay, quá đẹp mắt. Không thể chê vào đâu được. Kiến tạo thứ hai của Rio Fabi trong trận đấu này. Một ngày mà hậu vệ phải bên phía U22 Indonesia đã chơi rất hay và năng nổ. Niềm vui của huấn luyện Indra Syafri và ban huấn luyện của U22 Indonesia. Của Ben Rafai, Arthur Rackman. Mang từ chiến thuật của U22 Indonesia, cô mang và thi lan và cầu thủ vào sân. Ryan Aliyev, tiền vệ trung tâm số 6 là cầu thủ rời sân. Chắc chắn 3 điểm thuộc về U22 Indonesia. Tôi thấy đây sẽ là một trận đấu mà U22 Philippines có được một kết quả tốt hơn những lần trước đây giữa đội bóng ở các kỳ SEA Games. Nhưng một lần nữa thì U22 Philippines đã nhận 3 bàn thua và không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của U22 Indonesia. Rất mừng. Kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Chiến thắng 3-0 U22 Indonesia.